Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh An Hồ Vlog. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái món ăn chơi rất là ngon miệng, dễ làm. Nguyên liệu đơn giản thì mình sẽ nguyên liệu đó là một trái bắp. Mình sẽ chọn bắp này nha bạn. Bắp này kêu bằng bắp Mỹ hay gì đó. Nói chung là bắp này nó sẽ ngọt và mềm, nó không có cứng lắm các bạn, nó mềm và dễ chín nữa. Nói chung là nó ngon, nó ngọt. Rồi thứ hai là chúng ta sẽ cần một ít hành, hành lá nha các bạn, hành lá nhiều nhiều cũng tốt, càng tốt ha. Rồi cái bước công đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ lãi hạt bắp ra, lãi hết cái bắp này ra cái tô ha, lãi cái tô. Bây giờ mình sẽ lãi nha. Để mình xem này. Cái này mình sẽ bẻ đôi đi. Bẻ đôi đã ha. Rồi mình sẽ kiếm một cái, mở một cái đường nha, mở một cái đường để cho mình dễ tách hột nó ra. Hơi khó. Các bạn nào biết cách mà lãi bắp nhanh không các bạn? Chỉ mình gì? Để mình suy nghĩ cái. Chúng ta hạn chế bị bể các bạn. Hơi khó quá. Mày nó đều quá. Để mình kiếm đường chẻ đôi ha. Chẻ đôi để mình. Mình sẽ dùng một cái dao để mình nại một đường nha các bạn. Nại một đường trước ha. Rồi, kệ nó. Cho thí một đường đi. Đó, sau đó mình sẽ dùng cái tay. Dùng tay để mình lãi nó ra. Sẽ đơn giản hơn ha. Đó. Nó có cái đường rồi chúng ta dễ. Giờ mưa mà ăn cái món này nóng thì nó ngon hết sảy luôn, hết sảy con bà bảy luôn. Xíu mình sẽ quay cho các bạn cách chế biến nha. Rồi ok, thì xong cái phần bắp rồi, bắp mà đó, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đi rửa hành ha, đi rửa hành và sau đó mình sẽ cắt hành thành miếng nhỏ rồi mình sẽ xào bắp chế biến cho các bạn xem ha. Với số bắp hiện tại thì mình sẽ lấy phần nửa đi. Đó, nhiêu đây hành để xài được rồi. Nhiều quá ổn. Rồi nhiêu đó được rồi. Bây giờ mình sẽ rửa hành. Đây, bắp và hành đã được bắp thì được lãi ra nhỏ rồi. Còn hành cũng được sắc rồi. Bây giờ mình sẽ xào bắp cho bạn xem nha. Bây giờ bắt chảo dầu lên nha. Rồi bây giờ mình đã sẽ bắt chảo và xào nha các bạn. Trước hết mình sẽ bắt lửa lên, dùng bếp ga. Hôm nay mình sẽ dùng bếp ga, dùng một cái chảo nhỏ nhỏ thôi để mà xào bắp nha. Bây giờ mình sẽ dùng dầu, cho một ít dầu vào. Thì một cái lượng bắp như vậy thì chúng ta sẽ chế cho bắp cho một dầu vừa thôi, đừng nhiều quá. Rồi bạn, thì bắp nhiêu đó thì dầu cũng tầm đó thôi, có thể thêm xíu nữa cũng được. Rồi ok, thêm xíu thôi. Rồi ha, bây giờ mình sẽ
Mình thì khoái cái mùi tỏi, do đó mình sẽ đặt một tép tỏi để cho nó thơm, phi cho nó thơm lên ha. Phi cho nó thơm lên, để cho dầu sôi lên chứ chúng ta sẽ cho tỏi vào ha. Chắc dầu cũng nóng rồi, mình sẽ dùng cái đũa để thử đó. Khi mà cái đũa nó sôi bọt là nó sẽ đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho vào rồi. Ok, mình sẽ đảo đảo xíu cho nó vàng vàng lên ha, thơm lên. Ôi rất là thơm luôn. Cái món này đảm bảo các bạn ăn ghiền. Các bạn làm món này để cho làm cho người yêu ăn ha, là các bạn bảo đảm là mê các bạn luôn. Mình cho nó hơi vàng vàng là được ha, đừng có để cho nó vàng quá nó bị két. Đó, vậy là được rồi. Chúng ta có thể ăn tỏi cũng được nữa. Đó, chúng ta sẽ cho vào, cho bắp vào nha. Rồi, hết bắp luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đảo, đảo đều á, đừng từ từ thôi chứ hơi nó bị văng bắp ra. Món này mình thấy ai mà chịu béo á, bạn thắng mỡ á, bạn dùng mỡ á, nó cũng rất là thơm luôn đó. Nhưng mà giờ mình chỉ dùng dầu thôi, dầu hoặc bơ thôi chứ mỡ mập quá rồi. Cái mỡ nhiều bệnh lắm, không có dám ăn. Nhiều bệnh quá không dám ăn ha. Các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Đẹp chưa? Khá đẹp ha. Mình sẽ thêm một xíu nữa, nấu cho nó, xào cho nó chín lên. Thế lúc này mình sẽ vặn cho nó to lửa một chút, tại vì bắp mình cũng sợ lắm. Khi nào mình cho gia vị vào đó, thì mình hay sợ, còn hiện tại thì cần cho nó chín đi, chín trước rồi mình tính sao. Thơm mùi bắp rồi đó. Rồi, mình thấy cũng khá là chín rồi đó. Cũng 50% đoạn đường rồi. Bây giờ mình sẽ cho một xíu bột ngọt vô nha. Các bạn nhìn mình nè. Đây, cỡ muỗng bột ngọt, một muỗng nhỏ cũng được. Rải đều ha. Mình đừng có thải một cái, mình rải đều ra. Rồi, cho một xíu muối nha, xíu muối thôi, xíu muối nha. Ai mà ăn mặn mặn thì mình cho nhiều chút ha, muối. Mình đảo lại cái coi, sợ nó bị mặn á. Mình đảo lên trước nha. Rồi nó bị hơi bị cháy nha. Sao? Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm gia vị là một tí nước mắm nha. Tí nước mắm cho nó có vị. Rồi ok. Tí nước mắm. Cái quan trọng nữa là mình sẽ chờ xíu nha, cho nó thấm cái đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cho đường vô và cho đường vô nha. Cái đường vừa thôi, đỡ không thấy muỗng đâu, nhiều quá nó ngọt rồi nha. Ok, bây giờ mình sẽ đảo lên.
Đó, quá tuyệt vời luôn. Rồi chúng ta sẽ cho hành vô luôn nha, cho hành vô luôn. Hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn, thơm phức phần phân luôn, tuyệt vời. Rồi tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ tắt lửa và dùng thôi, rất là ngon luôn các bạn ơi. Bạn nhìn nè, đó, hấp dẫn chưa? Đó, món bắp rất là hấp dẫn luôn. Để mình sẽ hút ra. Mình sẽ hút ra chén nha các bạn, mình hút ra chén dùng thợ. Rồi đây các bạn, bắp xào rất là ngon luôn, các bạn nhìn thấy không? Giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn nha, xem nha. Mình làm vừa làm xong cái món bắp xào nè các bạn, nè rất là hấp dẫn luôn nè, các bạn nhìn thấy nè, nè hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa nè, đó đó hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa nè. Mời các bạn nghe, mời các bạn nghe. Đó, dùng thử, mình ăn thử nào. Thật nóng. Bắp nó có vị rất là ngọt, mà nó mềm lắm, tại vì bắp Mỹ nó rất mềm. Thì có vị hành lá giống như là mỡ hành vậy đó. Và thơm. Thơm người mỡ hành thấy không, mà nó có vị mặn mặn của muối mà thơm thơm của nước mắm nữa, ngọt của đường. Nói chung là hòa quyện với nhau rất là hấp dẫn. Ở nhà làm món này trời mưa, trời đang mưa rất là ngon luôn. Các bạn làm thử để cảm nhận với mình nha. Ăn à, quá tuyệt. Bạn nào mà thèm thích thích tỏi á, các bạn có thể cho nhiều tỏi ngay lúc đầu á, xào tỏi luôn, xào tỏi ăn chung với bắp luôn. Hoặc là chúng ta có tôm khô thì chúng ta bỏ vô lúc xào bắp á, là nó sẽ căng luôn, tăng lên hương vị của món ăn. Rồi bye bye các bạn em. Ăn cho nó ngon nóng nè. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mình sẽ review cho các bạn xem những món ăn hay, ngon và những cái gì hay ho thì mình sẽ review. Bạn nhớ đăng ký kênh nha. Bye. Nhớ bấm like và subscribe An Hồ nhé. Nhớ bấm like và subscribe An Hồ nhé.